Dạ, Thắng ở cây giống Tâm Phúc. Chào bà con. Ngày hôm nay là ngày thứ hai ha, ngày 26 tháng 12 2022. Như lại như vậy là chỉ còn 4 ngày nữa thôi là mình đã bắt đầu bước sang năm mới Tết dương lịch hết cô chú. Và thời điểm cận Tết này thì không khí rất là mát mẻ luôn. Sáng hiện tại ở Chợ Lách là đang cập nhật thời tiết ngay lúc này, gần 9 giờ là khoảng 23 độ của chú, mát lạnh lùng. Hôm nay Thắng tiếp tục quay chia sẻ bà con ta về trái vú sữa Mika nữa. Thì năm trước Thắng có quay trái vú sữa Mika mà sau khi mà hái xuống á cô chú, con có bỏ vô tủ lạnh nửa tháng, 15 ngày con quay 1 lần, 30 ngày con quay 1 lần và 45 ngày con quay 1 lần. Mà con không, không nhớ là còn cái clip đó hay không, hay là cái kênh cũ bị xóa mất tiêu rồi. Còn cái mô típ đó thì năm nay Thắng không có làm lại, mà Thắng làm là gì? Cô chú nhớ cách đây 6 ngày Thắng có quay, nếu mà quay là cách đây 5 ngày thôi, Thắng có quay vú sữa Mika sau khi hái xuống 1 ngày thì con có quay ha. Và từ lúc quay tới giờ là những trái vú sữa này Thắng vẫn để ở đây và chỉ có cắt cho bà con đến đây dùng thử ăn thôi, là để tự nhiên không có cho vào tủ lạnh nữa. Thì xem coi chất lượng trái vú sữa sau khi gần 1 tuần hái mà để tự nhiên, quay gần nè cho bà con ta xem chất lượng nó sẽ như thế nào. Cô chú ta nhìn nè, cái lá nó héo hết trơn rồi. Nay 6 ngày rồi, tại vì tuần rồi hái ngày thứ ba mà bữa nay là thứ hai của tuần mới ha. Hắn mở ra cho bà con ta xem. Mình có nhớ là lúc hắn quay đợt rồi á là những cái trái này ở trên nó còn xanh nè, để tự nhiên nó rút lên nó chín đó cô chú, nó chuyển sang tím gần hết luôn, để tự nhiên thôi. Nhưng mà màu thì nhìn nó không có đẹp nữa ha bà con, màu nó nhìn nó kỳ kỳ, nó luốt luốt rồi. Những cái clip này hầu như các kênh khác thì không có lên để chia sẻ cho chúng ta đâu, tại vì họ ngại lắm. Chủ yếu là so sánh giống này với giống kia thôi, còn hắn muốn quay thực tế cô chú ta biết. Đó, 6 ngày. Và hôm nay Thắng cũng sẽ cắt trái vú sữa coi để 6 ngày ngoài thiên nhiên thì nó còn chất lượng như thế nào. Tuần trước thì mình dùng cây đồ lung đao rồi, tuần này Thắng sẽ dùng cây ỷ thiên kiếm này để chẻ vú sữa bà con ta xem. Bây giờ Thắng cắt trái này đi chín đẹp nè. Cái này còn hơi giữ màu ha, như trái này nè, sống nhiều quá. Để nó rút nó chín lên phần này thì cái màu nó dường như nó bị mét đi á cô chú, giống như con người mình da mặt nó bị xanh vậy. Thắng cắt cuốn ha cho đẹp. Và khi lần đợt bữa trước á, Thắng cắt có một số thánh soi vô soi là vú sữa này, Thắng nói là không có mủ nhưng cắt trên lằn dao nè thấy có một đường nước trắng, nghĩ đó là mủ, lại vô bình luận cười. Thưa anh chị ha, vú sữa thì chắc chắn nó phải có sữa rồi, cắt cái nước đó là nước sữa của trái vú sữa chứ không phải là mủ nha. Nói để mình xem kỹ lại giùm Thắng, chứ Thắng cũng không trách anh chị, tại vì có thể mình chưa có kinh nghiệm, mình chưa được trải nghiệm thì mình không biết. Quay gần lại để cắt cho bà con nó xem ha. Đó, nó có hơi có nước á, nhưng mà vú sữa này nó rất là ít nước nha, nó khô cơm, vì vậy nó mới để lâu được á cô chú. Nè, cái này ít hơn nè, nó trắng trắng nè, này không phải mủ đâu nha, này là sữa của vú sữa đó. Vú sữa này không có bóp. Đây nè, quay gần cho những bạn tình soi thế nè, sữa nè, ghê quá, dơ quá, ngọt nha, gần như là nó không có bao, thì cũng như những trái kia thôi, tại vì vú sữa Mika mà. Đẹp không bà con, mình đánh giá rồi, đầu tiên cắt ra thấy đẹp không. Ăn nữa nè, ăn này để mình tự đánh giá riêng cá nhân thôi, còn nếu mà Thắng nói ngon thì cô chú không tin đâu, để mình có tự mình trải nghiệm để mình rút kinh nghiệm rồi sau đó mình trồng nó hay hơn.
Thế còn con ăn nói nó ngon vợ ngọt thì ai mà tin. Quá đã. Cái phần này á hắn nói cô chú à, nó không có bị chát nha, ăn sát luôn. Làm xiên thì chúng ta có thể gọt mỏng vỏ giống như là vỏ trái đu đủ hoặc là trái xoài, vỏ mỏng nó hơi dẻo dẻo rồi bà con, để lâu á cái vỏ ngoài nó hơi dẻo. Thắng không được khéo tay như mấy bạn nữ ha, ta cắt mỏng hơn nữa này đang. Hoàn toàn nó không có bị chát. Giờ còn đây không? Còn 6 trái, hắn cắt 1 trái nữa. Cắt trái mà ít, trái này á là lúc hái xuống là nó không có chín nhiều nè. Nó rút lên là cô chú thấy nó chuyển màu, nó không đẹp. Thấy không? Và 5 trái này có thể thắng sẽ để ở đây. Và mười mấy ngày, có thể tới mười mấy ngày sẽ ăn 1 lần nữa. Tại vì lúc gài cuối năm mà vô tiệc tất niên nè, đám cưới sinh nhật rồi nó tùm lum mà cô chú, nhiều khi thắng đi đám cái không có thời gian quay clip. Thắng tiếp tục cắt cái này ha, cắt cái này á ăn phần dưới á thì nó ngọt nó ngon, rồi mình nói là mình thắng sẽ riêng cái này ăn phần trên nha, coi nó rút như vậy còn mủ hay không, cái đó là cái quan trọng cô chúng ta cần biết á. Nhưng mà hắn cũng nói luôn khoảng chừng nửa năm nữa thôi, qua Tết nè, cái này là sữa nha, mấy bạn có soi để biết nè, nước nè chứ không phải là mủ đâu nha, ngọt. Nó chảy sữa đó thì mình cũng sẽ biết nhiều rồi, tại vì bắt đầu vườn của những khách hàng hắn bắt đầu cũng cho trái rồi. Đây sữa nè. Hôm nay thì nó cũng rút mủ hết rồi, tuy phần xanh này chứ nó cũng rút bớt rồi. Ăn thử phần trên này coi nó ngon không, có mủ hay không. Nè, nước nè. Nó rút mủ hết luôn rồi. Đó, mình thấy không? Bà con ta thấy ha. Ok cô chú có ví dụ có điều kiện mình có thể mua ăn thử ha, và một số vườn trồng gần bà con ta mà chủ vườn đi xa, mà đặc biệt khách thắng luôn thường nói là ta đang trồng vú sữa lò gèn, ta sợ nó giống này sợ bị nhổ. Ok ăn chất lượng thì cô chú thấy thắng ăn thì có thể đoán được rồi ha. Và cho dù con nói ở kênh con quay có thực tế như thế nào đi nữa vẫn có ý kiến trái chiều, như trong cuộc sống mà bà con, cho dù cô chú có sống tốt như thế nào cũng có người nào nói này nói kia, thấy điều đó không quan trọng, quan trọng ở đây là con muốn làm cái thực tế để bà con chúng ta đang có nhu cầu trồng thật sự, chúng ta biết được chất lượng mình đầu tư. Và cái trái này thắng xin nhắc lại một lần nữa là thị trường nhu cầu rất là lớn và số lượng trái cung cấp không đủ, đã xuất khẩu rồi. Thắng chia sẻ cô chú là thắng mua cái này ở vườn, chú này trồng có 2 cây là 13 năm, người khác đã bao tiêu hết rồi, và hiện tại chú cung cấp 100.000 một ký vẫn không đủ bán. Nhiều khi chú cũng bình luận vô là chú bán 200.000 luôn, nhưng mà đó 200.000 ai mua thì mình không biết, nhưng mà con thì chắc con không mua, tại vì những vườn bên liên kết con có trái rồi nhưng mà ít hơn cây chú rồi. Tại vì cây chú 13 năm nói cô chú quay luôn cái thấy là bọc trắng hết, rất là nhiều. Mình giờ mình định tính cái giá đó ở thời điểm hiện tại, mình tính ví dụ bắt đầu cô chú trồng đây
tới khi cô chú bán được khoảng chừng 30-40 ngàn ký đối với vú sữa là mình đã có thu hoạch lớn rồi. Mình đừng có mong giá cao, giá cao quá thì nhiều khi mình thất vọng, mình tầm cái giá đó là mình đã có thu nhập rất là tốt rồi cô chú. Rồi để đây xuống đây, và ở thời điểm hiện tại cây giống Tâm Phúc đang cung cấp giống cho bà con chúng ta những cây nó tương tự như vậy. Hôm nay hắn chỉ để 2 cây thôi, vòng 1, vòng 2, vòng 3 như hắn nói đều ok. Khi mà lựa để mẫu thì hắn cũng dám để cây quá đẹp đâu, có những cây đẹp hơn những cây này nữa, nhưng mà để tương đối thôi, khi mình giao thì cây nó chất lượng hơn thì nó sẽ hay, nó đưa lú cực non này cô chú, dễ thân hình đều đẹp cực non thân dễ, nhưng mà nhiều bà con ta thích rễ lú như thế này. Nhưng con nói cô chú á, những rễ này nè đem về bắt đầu nó đen nè, nó không có đối tượng tương tác, nó đen. Cô chú trồng xuống mình cắt cái này nó ra tược mới nó ngon hơn, nhưng mà cây này đảm bảo hầu như là rất khó để chết, nó cứng dữ lắm rồi. Thì quay chia sẻ cô chú ta biết trái vú sữa Mica sau khi để 6 ngày ăn chất lượng và màu sắc nó có thay đổi hay không. Và hiện tại chủ đề như thế này là chỉ ở kênh cây giống Tâm Phúc là có quay thôi, chưa có kênh nào quay như thế này đó thực tế bà con chúng ta. Và cô chú có nhu cầu mua giống có thể liên hệ con hai số điện thoại trên đây, có Zalo, có TikTok, có Facebook và fanpage đầy đủ cho bà con chúng ta. Còn mình muốn đến nhà con ở ấp Sơn Quy thuộc thị trấn Chợ Lách, tỉnh Bến Tre thì có thể lên Google mình bấm vào bản đồ chỉ định vị mình chạy tới nhà. Cô chú ở chẳng hạn như Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp mà huyện Châu Thành, Tiền Giang, hoặc là ở Bến Tre chúng ta các quận huyện ở khu vực biển á, chạy tới nhà con cũng khá là gần, nó rơi khoảng chừng 100 km đổ lại thôi. Nếu có điều kiện mình tới mình coi thực tế nó sẽ hay hơn cho bà con chúng ta. Và đặc biệt mùa xuân này thì ở cây giống Tâm Phúc cũng có chương trình quà tặng tới ngày 21 tháng 1, tức là trước đêm giao thừa sẽ kết thúc ha cô chú. Tặng quà tặng và bia, có bao lì xì nữa. Bao lì xì thì ở đây thì thắng in là mẫu bên con luôn, có để cây giống Tâm Phúc đàng hoàng, rồi phía sau có số điện thoại luôn ha cô chú, rất là đầu tư. Cảm ơn cô chú ha. 4 ngày nữa là tới Tết rồi, Tết Tây, thì chúc những anh chị chúng ta đang làm ăn ở xa Tết Tây này về mình ăn bữa cơm đoàn viên với gia đình nó rất là ấm cúng và vui vẻ. Chúc bà con nông dân chúng ta một mùa xuân nữa ấm no, sai trái được giá. Dạ chân thành cảm ơn.